Xin chào các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang kính cổ ngày xưa. Ngày hôm nay giới thiệu bác đó là cây Amo nhạn bọc vàng Pháp xưa, được sản xuất vào thập niên 1950. Con này mắt màu xanh ra muống, dòng này thì cái mắt là đi về mùa thu hay mùa đông thì rất là ok vì nó là nhạt, thứ hai là nó dịu mắt, nhìn rất là dễ. Đó, đấy mới là cái giá trị. Con này sang 140 nhé, Amo nhạn mắt màu xanh ra muống, sản xuất thập niên 50 của Pháp xưa. Bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ em ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số Zalo. Bác ở tỉnh ở xa hết sức yên tâm nên giữ phương tiện di chuyển ô tô, máy bay, tàu hỏa. Phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý của phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày. Chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh báo lũ nhé. Amo nhận Pháp xưa. Cầu giữa này có cái chữ Amo và hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa, chuôi ve ngân zin. Cái này sang 140. Đấy, rất là mới, chuôi ve rất là mới nhé. Duy nhất là cái chữ cầu giữa, nó chữ Amo và hai cái chữ vuông logo hãng thôi. Đấy, rất mới, rất đẹp, nhưng nguyên zin nhé. Về giá cả thì hồi sau sẽ rõ. Giá là 3 triệu 9 hay gọi là 3.900k. Giá là 3 triệu 9 hay gọi là 3.900k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao chiếc bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và về chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán và thời gian bán hàng đều ghi bên dưới video. Hình thức là bác là chuyển khoản 3 ship, bác là chọn ship code thì vui lòng là cọc 100k, đó là quy định bên em từ xưa nay đấy. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, bác đến bất kể thời gian nào cũng được, với điều kiện phải điện thoại trước, tránh tình trạng đột xuất quá thì em bận công việc riêng. Thì bác đến điện thoại trước thì em sẽ nên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, và lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu tất cả đồ cổ xưa. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi bác đến với số đồ cổ xưa lâu năm, thơm uy tín, hai mấy năm, ba mấy năm, ngay cả số điện thoại em là hơn 20 năm đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi, thì bác mua ở nơi đó cực kỳ yên tâm, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Còn vì ngày nay đối tượng xấu mà bán qua trang mạng xã hội nhá, là không địa chỉ số điện thoại đâu, mà thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại liên tục đấy, đặc biệt là đôi 38 nhá, đầu số là 012 nhá, rất nhiều anh em bị dính kính giả đồ cổ xưa, giảm giả nhái tùm lum tùm la, thậm chí rất nhiều kênh ở trong miền Trung Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ, miền Nam, thì có những kênh là hơn 10.000, hơn 15.000 người, hơn 20.000 người. Thì là tại sao mình lên một lô kính vẫn mười mấy cái, hai mấy cái, ba mấy cái nhưng chỉ được vài cái thật, còn lại giảm giả nhái, rất nhiều anh bị dính, đã chia sẻ ra rồi. Đồng hồ đeo tay cũng thế, nhân mỹ cũng thế, và bút cũng thế, bật lửa cũng thế. Cho nên là nếu mà mình chọn được cái địa chỉ lâu năm thân uy tín thì đảm bảo pháp nhân pháp lý thì cực kỳ yên tâm. Đắt một tí cũng được, đắt sắt ra miếng, còn hơn là phải sắm hai ba lần. Vì có những bác bảo là bị học phí học việc mất mấy lần bởi vì là chọn sai địa chỉ. Mình phải chọn đúng địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, địa chỉ lâu năm rất mộc mạc, số điện thoại lâu năm cũng mộc mạc thôi. Ví dụ kênh của em triển khai 6 năm nhé, kênh YouTube 6 năm mà chỉ có 2.000 người đăng ký kênh, hơn 2.000 người, bởi vì em làm cách cứu xạ tự nhiên thương, một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Và trong khi đó đối tượng kia mới chỉ làm 5 năm rưỡi, 2 năm mà sau nó có mấy chục nghìn người, mấy trăm nghìn đăng ký kênh. Đấy, sim số là sim số đẹp, nhưng mà sau thời gian là mất mất tâm mất tích, xong lại rượu với mình cũ. Đấy là cái điều cực kỳ rất nguy hiểm, nhiều khi các bác không để ý. Vâng, giá là 3 triệu 9 hay còn là 3.900k nhé. Ai mọi nhận pháp xưa. Và phiên ngày đây là kết thúc. Bác nào mà yêu quý thích kính cổ ngày xưa có thể đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video và nút biểu đồng quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống tôi sẽ được tin nhắn rất nhanh đến số của bạn. Vâng, xin chào.